Đánh cái gì trong đó vậy? Hỏi bà Tư là anh gì ạ? Đánh cái gì? Trời ơi, Nguyễn Tập đó hả? Làm như mình học hay dữ mà trốn học không vậy? Trốn học không, làm như mình học hay dữ vậy đó hả? Sao không qua hỏi bà Tư? Hả? Đâu mét rồi, mét rồi sao? Hả? Mét tất cả không? Mét cái gì? Mét ơi. Mét là sao? Mét cái gì nữa nghe ơi. Ê ơi, thấy là sửa máy cho con chui vô nó sửa luôn nè cả nhà. Đó. Đó nó sửa máy vô nó cũng chui vô theo kìa. Nằm luôn á hả? Nằm sửa máy luôn hả? Chạy tránh cho anh Thái làm. Đi đi ra đi cho anh Thái làm. Đi. Lết ra cho anh Thái làm. Hả? Đi. Anh Thái dặn kho dánh đi cho anh Thái làm, cắt vô mắt đó. Ra nè. Tót ra, múa đây. Rồi múa. Rồi đứng đó đây. Múa. Tùng 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 tùng. Cắt cắt tùng tùng. Đứng đó. Tùng 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 tùng. Cắt cắt tùng tùng. Tùng 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 tùng. Cắt cắt tùng 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 cắt tùng lăn ngủ đó hả? Trời ông lăn ngủ à? Đó ông lăn ngủ à? Lăn ngủ chổng mông luôn. Rồi xong lăn ngủ rồi, tùng 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 tùng. Cắt cắt tùng tùng. Cắt cắt tùng tùng. Bye bye đi. Bye bye. Xin chào. Rồi đứng đó múa chỗ rồi, đứng đó múa đây, đứng đó múa rồi cung 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 rồi gấu múa đây. Giỏi quá, thì gấu đang múa đó. Lấy cái gì cho ai vậy? Lấy cho bác Vũ mì quá, lấy nhiều nhiều nha. Đầy bị luôn nha. Rồi được rồi. Được rồi, nhiêu được đủ rồi. Nhiêu đủ rồi. Còn nữa hả? Để lại chừa lại cho mình ăn nữa. Thôi muối mặn quá, Vũ không ăn đâu. Nghĩ sao mà cho hết rồi lấy gì nhà ăn chàng. Rồi. Rồi cảm ơn Khôi nghe, quá nhiều luôn. Rồi. Rồi cảm ơn Khôi nghe. Rồi. Trời ơi coi nè cả nhà. Đó. Chui với lượng xe tải nó trốn luôn nè. Thấy qua trốn mà mặt mày hình thù nó rồi cả nhà. À. Đó coi kìa. Đi ra ông ơi. Trời ơi coi cái áo nó coi kìa, còn gì cái áo. Thì đâu đó dễ. Đi ra nè, coi nè, coi đó kìa. Bò ra. Trời ơi đại ca ơi. Hết sức đại ca thiệt chứ. Quay qua coi mình mấy coi. Còn cái gì nữa đứng lên đây. Trời ơi hết sức rồi. Quá sức rồi. Rút ra. Trời ơi múa đâu đẹp quá vậy. Không múa đâu vậy. Trời, đèn chớp chớp đã ta. Trời ơi hư luôn rồi. Mà mình có hai con này vô đất trên vô đất. Là cái gì? Là cái gì nó vậy đó. Cái đó. Mà cái đó là anh ba gáp. Anh ba gáp mô hình phải không? Anh ba gáp mô hình giới thiệu ơi. Rồi rớt rồi. Ngày nào anh ba đâu ơi, giới thiệu anh ba luôn ơi, lại anh ba. Đã vậy thôi. Rồi đổ vô đi. Đổ vô đi rồi lắc. Rồi Khôi ăn xúc xích lắc rồi nó. Wow ngon quá wow. Khôi tự làm xúc xích lắc ăn hả? Rồi mời bạn ăn đây. Đưa này bác Vũ dục cho. Rồi đưa bác Vũ. Rồi mở không. Vào biết ăn quá ơi.
Rồi đắt ha. Ôi ôi. Quá xanh điệu. Đi đứng rồi. Ừ. Rồi chưa? Rồi ăn đây, mời bạn ăn nè. Mời bạn ăn. Ăn đó hả? Wow. Wow, ngon quá. Rồi, nó biến thành màu cam rồi. Rồi ăn đi. Mời bạn ăn nè. Rồi. Cắn lên, mời bạn ăn lẹ lên. Cùng lắc nữa hả? Rồi. Gấu làm gì vậy? Muốn ăn hả? Rồi múa đi. Rồi ơi, vô đó muốn lăn không ơi. Tùm tùm ơi. Rồi muốn lăn gì đó hả? Rồi, bye bye. Nó cây lưỡi hổ chỗ bông đẹp quá. Cây lưỡi hổ chỗ bông nè cả nhà. Đó. Đó. Đó, đừng bứt. Cây lưỡi hổ chỗ bông nha cả nhà. Hả? Ừ. Thấy đẹp không? Khôi thấy cây lưỡi hổ chỗ bông đẹp không? Thử coi thơm không? Khôi thử coi thơm. Thơm không? Thơm. Nó thơm. À cây lưỡi hổ chỗ bông nè cả nhà. Đó. Khôi lại nhỉ? Đây nữa nè, đây nữa nè, coi đây nữa nè, nó ngồi xuống rồi, thử ra thơm không? Thơm không? Thơm quá. Nó chui vô đấy bị kẹt rồi nè. Ê, ê, coi coi coi, nhìn đây, thôi nhìn đây. Ờ, bác Vũ ơi, cứu hả? Trời ơi. Cái gì? Cái áo của Khôi sao? Ôi, nó trên nó trốn nè, cái nhà nó trốn, nó chui vô bị kẹt, nó kêu à. Cái gì? Áo sao? Cái áo. Áo dính à. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên nó mới sức. Đứng lên mới sức, gọi sức rồi. Mày mất không có trốn nữa nghe. Trốn mày mất kẹt. Cứu quả lại giúp coi. Bác Vũ lại giúp với cứu quả nào. Rồi máy bay. Bye bye.